Chiều 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã kiểm tra xe tải 14H01002 do Dương Xuân Lâm, ngụ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh điều khiển về tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát đã bắt quả tang Dương Xuân Lâm đang vận chuyển 85 thùng cá khoang nghi ướp phóc môn có tổng trọng lượng 1.750 kg đi tiêu thụ. Qua test nhanh, toàn bộ số cá khoang nói trên đều cho kết quả dương tính với chất phóc môn. Đây là một loại chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm không được phép lưu hành. Khai nhận tại cơ quan công an, Dương Xuân Lâm cho hay toàn bộ số cá khoang nói trên được Lâm vận chuyển thuê từ Thái Bình về Thanh Hóa để bán lại cho tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.